Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn đang làm nghề nhé, một cái ca sợi chân mày headshot cho nam giới. Và đây là một ca khá là khó và khá là đặc biệt. Thì mình sẽ chia sẻ và phân tích cho các bạn là cái phương pháp mà mình thực hiện cho các khách hàng này nhé. Mình bắt đầu bài học luôn nhé. Rồi đầu tiên các bạn nhìn cái video sau nhé. Đây là cái nền da của anh khách mà sau khi bên mình đã xóa laser khoảng tầm 5 lần. Các bạn thấy là cái da của anh khách khá là mỏng. Thứ nhất là da của khách hàng khá là mỏng. Thứ hai là anh khách gần như là không có lông chân mày luôn mọi người. Và thứ ba tức là cái nền cũ nó vẫn còn một vài vết nhé. Đấy, thì tuy nhiên thì thời gian nó không còn nữa nên là bên mình sẽ phải làm luôn cho anh khách nhé. Còn đây là cái hình ảnh video mà anh khách đến bên mình xóa. Thì anh khách đã từng làm một cái thẩm mỹ viện khá là lớn. Tuy nhiên thì càng lớn, thẩm mỹ viện càng lớn thì các bạn càng cần phải cẩn thận. Bởi vì là đôi khi những chỗ lớn thì họ sẽ không có quá chú trọng được vào tay nghề của nhân viên đâu. À, họ sẽ tuyển những nhân viên mà mới có thể là các bạn mới ra nghề chẳng hạn. Bên mình xóa cái ca này khá là cực khổ bởi vì mọi người nhìn cái sợi rất là sâu đúng không ạ? Nhìn là biết rất là sâu rồi và cái sợi rất là cứng. Và sau khi xóa xong thì bên mình đã bắt đầu làm lại cho anh nhé. Các bạn nên nhớ rằng là cái khuôn mặt của anh là khuôn mặt dài cho nên là mình thiết kế cái dáng chân mày cho anh thì cũng đừng có làm nó sách quá mọi người nhé. Làm nó hơi ngang vừa vừa thôi để cho nhìn mặt nó đầy đặn hơn và kiểu như trông mình nó hiền hậu hơn đấy. Nên thiết kế dáng cho nam giới nó cực kỳ khó, đặc biệt là các anh mà không có lông chân mày thì các bạn sẽ rất khó xác định được khung xương. Nên mọi người hãy có thể mọi người có thể xem cái video, mình đã có một cái video mà livestream khá là lâu, mọi người có thể xem ở trong kênh của mình nhé. Sau khi thiết kế khuôn dáng rồi thì chắc chắn các bạn sẽ phải thiết kế sợi cho anh đúng không? Thì ở đây có một cái lưu ý này, ngày xưa anh đã từng làm sợi rồi, thì tuy nhiên thì khi các bạn mà xóa đi nó sẽ vẫn còn lại những cái vệt, thì mình sẽ phải đi sợi làm sao để cố gắng che được hết những cái vệt đó thì càng tốt nhá. Chứ không thể nào mà mình thỏa sức cái sáng tạo của mình mà cái vệt cũ nó như một đằng mà mình lại đi sợi theo kiểu mà mình sở thích của mình được, mình thiết kế cái đường spine theo cái ý của mình được, thì đôi khi là nó sẽ kiểu như là sau khi băm ra nó sẽ không được hòa trộn với nhau ấy. Thì nhìn nó sẽ bị lộ vết cũ vết mới, nó khá là xấu mọi người nhé. Thế là mọi người vẫn phải thứ nhất là ôm theo khuôn dáng cũ một chút xíu điều chỉnh lại thôi. Thứ hai là cả những cái sợi cũ ấy mà nó còn vệt ấy thì mình cố gắng mình làm sao mình che lấp được nó đi thì nó sẽ hoàn hảo khách hàng hơn nhé. Mọi người có thể thấy là khi mình đổ các cái phần góc ở trong cái đường spine ấy thì các bạn nhớ đi đổ vào thật mềm mại để cho cái phần spine nó được mềm mại nhé. Đấy là điều đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn là cách để mình có thể thiết kế lại sợi trên một nền đã từng có vết cũ rồi thì là các bạn hãy ôm theo cái thứ nhất là được ôm theo đường khung cũ, chỉnh sửa lại chút xíu thôi. Thứ hai là các bạn hãy thiết kế cái sợi của mình làm sao che hết được các cái sợi cũ của khách hàng đi thì càng tốt nhá. Rồi cái điều số 2 mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở cái ca khách hàng này, đây là một khách hàng có một cái nền da nó khá là mỏng, cho nên mình sẽ chọn cho khách hàng này là dùng kim 7 bắc nầm mọi người nhá. Tại sao lại dùng kim 7 ạ? Khi mới vào nghề thì các bạn thường nghĩ là kim 1 nó sẽ ít sát thương hơn, còn những cái kim lớn càng kim lớn thì càng tổn thương nhiều. Nhưng mà thực chất thì nó không phải mọi người nhé, tổn thương không là do mình. Nhưng về một cái bản chất thì càng kim nó càng lớn, càng nhiều kim thì cái độ tổn thương nó càng ít hơn là kim 1 nhé. Kim 1 là cái dòng kim mà có độ tổn thương cao nhất. Các bạn ý này, cùng một cái lực tác động lên trên da của khách hàng, nếu như mình dùng kim 1 thì toàn bộ cái lực đó nó sẽ dồn vào một cây kim. Còn khi các bạn dùng kim 7 thì toàn bộ cái lực đó nó sẽ chia đều ra các cây kim còn lại. Tuy nhiên mình lưu ý các bạn này, khi mà mình đi kim 7 không phải là cả 7 đầu kim đều xuống da nhé, mà nó chỉ có một cái hàng ở trong cùng và xuống da thôi. Còn cái hàng kim còn lại, đây là kim 7 bắc nầm các bạn ạ, thì cái hàng kim còn lại nó sẽ là cái hàng kim mà giúp hạn chế tình trạng sâu kim cho mình hơn nhé. Mình sẽ kiểm soát được cái lực tay nó tốt hơn. Nếu như các bạn đi hơi sâu kim thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thành hai hàng chứ nó không phải là một hàng nữa nhé. Đây chính là cái ưu điểm của thằng kim 7 bắc nầm. Thứ nhất, giúp hạn chế tổn thương. Thứ hai là giúp cho các bạn hạn chế mình biết được cái lực tay của mình đi đến đâu nhé. Cái ưu điểm số 2 khi mình dùng kim 7 bắc nầm cho da anh khách hàng này thì cái thằng kim 7 một lần đi nó sẽ có thể xuống một lần 4 mũi kim, cho nên nó sẽ làm cho cái phần cái sợi nó được đậm nhanh hơn thì mình đi nó sẽ bám bực tốt hơn. Đối với những cái nền da mỏng như vậy, nếu như các bạn đi kim 1 nó rất dễ ra nước mô, các bạn chỉ cần quệt nhẹ cái là nó ra mô à. Mà khi mà nó đã ra mô rồi thì các bạn đi nó rất là khó bám. Cho nên là mình chọn kim 7 là bởi vì như thế, nó khi nó bám nhanh thì các bạn nhấn nhá nó cũng nhanh. Thì các bạn nhấn sợi, các bạn nhấn cụm, các bạn chỉ cần đi một lượt thôi là nó no rồi. Còn kim 1 các bạn đi nó đã ra mô rồi đúng không ạ, nó đã khó bám rồi, các bạn lại nhấn tiếp nó vẫn càng khó bám hơn, càng tổn thương càng khó bám. Cho nên là khi đi kim 1 nó rất là khó nhấn đối với những cái trường hợp da mỏng yếu như này nhá. Và điều số 3 nữa, khi mình dùng kim 7 thì là nó nhấn khối tạo khối tốt, cho nên là nó sẽ làm cho cặp chân mày của khách hàng được chân thực hơn. Về cái việc mà nhấn cụm chân mày cho khách hàng, mình quan điểm của mình luôn luôn là nếu như cái trường hợp mà khách hàng rất ít lông thì mình mới nhấn thôi. Tuy nhiên mình cũng rất là tiết chế thì mình không cố mình nhấn quá đậm để cho nó tự nhiên thôi nhá. Còn cái trường hợp mà khách hàng đã nhiều lông rồi, nó đã có độ đậm nhạt sẵn rồi thì gần như là mình sẽ không nhấn nhá mọi người nhá. Đây là cái kết quả sau khi mình thực hiện xong khách hàng cho khách hàng này nhá, nó rất là nhanh mọi người ạ, chỉ tầm 60 phút là mình sẽ xong cặp chân mày đấy nhá.
Rồi các bạn hãy nhìn cái cách mà mình đi kim 7 nhé, để các bạn có thể học theo, thì mong là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video.